fix mà bảo trì màn 11 Pro Max khi thay màn tàu nhá, OLED GX nhá. PC gốc đây nhá. Và trên màn cũ đã bóc sẵn ra đây nhá. Bây giờ anh em bị lừa này khá nhiều nên anh em lưu ý nhá. Câu xong sẽ như thế này. Đây là máy đã câu sẵn từ trước này. Máy mở ra IC màn này. Cũng màn GX này, không báo màn này. Chu tông đầy đủ nhá. À, chu tông này. Không báo màn luôn. Không báo gì cả. Không báo một cái gì cả nhá. Đây sẽ báo màn linh kiện nhá. Đây là chưa câu nhá. Đây mình báo màn linh kiện nhá. Câu xong sẽ không báo và sẽ có bình thường nhá. Rồi hiện tại thì mình đang mất chu tông đầy đủ, mất hết nhá. Ừ. Này không mệt lắm nhá. Đây mất chu tông nha, đi xe gốc đây thì câu lên như cái kia sẽ có chu tông đầy đủ nhá. Ok, thì tiến hành câu nhá. Tổng nó có nhé. Không báo màn nữa luôn nhé. Không có thông tin báo màn gì nữa cả. Ok à, anh em lưu ý nhé. Đây, màn GX nha. IC màn dán vào đây. Làm tí bằng anh em che lại. Bắt gông đẹp và che sạch luôn. Đặt gông đẹp lên che gần như không nhìn cái gì luôn nhé.